Bị nói giàu đổi vợ, Lộc Phu Hô lập tức show thu nhập YouTube khiến mọi người bất ngờ. Mới đây, trong khoảnh khắc Lộc Phu Hô bị vợ giận vì anh quên chúc và tặng quà vợ nhân ngày 20 tháng 10, nhiều người đã đồn đoán rằng mối quan hệ hôn nhân của hai người tan vỡ. Thậm chí là còn có ý nói rằng Lộc Phu Hô giàu đổi vợ. Để phản bác lại những lời đồn ác ý đó, ngay sau khi làm lành với vợ, Lộc Phu Hô đã khoe thu nhập của kênh YouTube với hơn 1,6 triệu view của anh. Và con số thu nhập của anh khiến nhiều người phải bất ngờ. Theo đó, trong nửa năm gần đây, chỉ có tháng 5 và tháng 6, Lộc Phu Hô kiếm được hơn 1.000 đô la Mỹ. Còn lại chỉ lay lắt số tiền từ 271 đến 865 đô la Mỹ. Chưa kể, đó là anh còn phải trả thuế thu nhập cá nhân sau khi nhận được khoản tiền từ YouTube. Con số này đủ để cho thấy rằng Lộc không hề giàu như nhiều người tưởng, mà thậm chí có tháng thu nhập của anh cũng chỉ bằng công nhân tăng ca làm thêm mà thôi. Giàu là việc của người ta, nghèo cũng là tự bàn tay người ta mưu sinh được mới có cái ăn. Không nên nói hay kỳ thị những việc họ làm sai hay đúng, mình cũng chẳng hơn gì họ đâu. Từ Lộc Phú Hô thành Lộc Phú Hộ, cô vợ xinh thế sao mà bỏ được. Còn các bạn nghĩ sao về thu nhập của Lộc Phú Hô từ YouTube? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.